hoàn toàn khác với những ấn phẩm cùng đề tài trước đây, thường được viết dưới dạng truyện ngắn hay tự truyện. Mẹ ơi con đồng tính thuộc thể loại sách kiến thức. Nội dung sách được biên soạn dựa trên các tài liệu khoa học, lịch sử uy tín và từ những câu chuyện người thật, việc thật đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta. Mẹ ơi con đồng tính không chỉ cung cấp các khái niệm cơ bản, những thuật ngữ, tiếng lóng, biểu tượng, những hỏi đáp thắc mắc thường gặp về cộng đồng những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới, mà còn giới thiệu đến độc giả các nhân vật nổi tiếng, những tổ chức hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng này. Đến tham dự buổi ra mắt Mẹ ơi con đồng tính, ngoài việc trở thành những người đầu tiên cầm trên tay cuốn sách có chữ ký của hai tác giả Nguyễn Ngọc Thạch và Võ Chí Dũng, các độc giả còn được nghe nhóm biên soạn chia sẻ về những tâm huyết mà họ đã dành cho đứa con tinh thần của mình. Một trong những cái yếu tố đầu tiên khi mà soạn biên soạn Mẹ ơi con đồng tính đó là sẽ phải cân nhắc được khi mà viết cuốn sách này, các bạn phải là một cái người khách quan, không phải tôi là người đồng tính thì tôi viết cuốn sách này thiên về những cái điều tốt cho người đồng tính không, mà phải khách quan, ta đứng ở vị trí là một người thứ ba, một người đứng ngoài biên soạn nhìn vào và sẽ có cái nhìn đầy đủ chi tiết ở mọi khía cạnh. Cũng có một phần viết đó là phần viết về các bạn chuyển giới, thì đây là một phần viết chia sẻ từ chính những người trong cuộc, thì đó là cái sự cân bằng của cuốn sách. Với cái phần chuyển giới này, họ sẽ thấy được tâm sự thật của những người chuyển giới, tâm sự về chính cuộc đời của họ, và điều đó làm cho cuốn sách này nó không quá khô khan. Thực ra thì tên gốc cuốn sách là Hiểu về đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Tuy nhiên là sau khi mà hoàn thành xong cuốn sách thì nhóm biên soạn cũng như là phía nhà xuất bản nghĩ rằng với một cuốn sách đã là về sách kiến thức mà lại cái tên như vậy thì nó sẽ quá khô khan và liệu rằng có thu hút được sự chú ý của quý vị độc giả hay không. Chính vì thế sau khi mà cân nhắc thì phía biên soạn cũng như nhà xuất bản đã đưa ra một cái tên thứ hai, đó là Mẹ ơi con đồng tính. Có nhiều người thắc mắc tại sao không phải là Ba ơi con đồng tính hay là Ba mẹ ơi con đồng tính. Thì này xuất phát từ một cái sự thật, đó là các bạn thì thường là thân với mẹ của mình hơn. Và Dũng nghĩ rằng là khi các bạn muốn thú nhận với mẹ về giới tính thật của mình thì hẳn là các bạn cũng thú nhận với mẹ đầu tiên. Từ cái suy nghĩ đó thì cái tên Mẹ ơi con đồng tính đã được lựa chọn. Buổi ra mắt sách Mẹ ơi con đồng tính cũng được xây dựng như một không gian giao lưu, cởi mở về đề tài người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới. Trong đó nhóm tác giả, các khách mời và độc giả có thể thẳng thắn trao đổi, thảo luận và chia sẻ mọi vấn đề liên quan nhằm hướng đến mục đích cuối cùng là hiểu về đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Mẹ ơi con đồng tính khai thác một đề tài không còn quá mới mẻ, nhưng thực tế tại Việt Nam chưa từng có một cuốn sách nào giới thiệu khá đầy đủ những kiến thức cơ bản về cộng đồng này đến như vậy. Sự tiên phong đầy dũng cảm của Mẹ ơi con đồng tính đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, từ đó có thể loại bỏ những thái độ kỳ thị và có cái nhìn cởi mở hơn đối với họ.